7 câu hỏi tìm hiểu về pháp môn tịnh độ. Tác giả: Thầy Thích Giác Khang. 1. Hỏi: Đi tu Phật thất, tu pháp môn niệm Phật hay niệm Phật A Di Đà, mục đích để làm gì? Trả lời: Tu Phật thất, tu pháp môn niệm Phật hay niệm Phật A Di Đà, mục đích để cầu vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. 2. Hỏi: Thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà ở đâu? Trả lời: Thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà ở hướng Tây, hướng mặt trời lặn, cách đây 10 muôn ức cõi. Theo sự xác định hướng Tây là nhằm giúp cho hành giả có một niềm tin để tu thiền và tịnh được nhất niệm. Vì có được nhất niệm và phát nguyện thì mới cảm ứng đạo giao với Phật A Di Đà và sẽ được vãng sanh. 3. Hỏi: Lấy gì để vãng sanh về thế giới cực lạc? Trả lời: Lấy thần thức để vãng sanh về thế giới cực lạc. Thần thức còn gọi là linh hồn. Khi chúng ta còn sống thì thần thức thể hiện qua 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Khi chết thì xác thân trở về tứ đại, chỉ còn lại thần thức. Nó vàng bạc khắp mọi nơi trong không gian. Thần thức tỏa ra xa hay gần tùy theo định lực mạnh hay yếu. 4. Hỏi: Muốn vãng sanh về thế giới cực lạc có mấy điều kiện? Trả lời: Muốn vãng sanh về thế giới cực lạc cần phải có 3 điều kiện như sau: tín, hạnh, nguyện. Tín là lòng tin, tin phải sâu. Tin có 6 loại. Một là tin tự lực. Tự lực là tin chính mình niệm Phật đạt nhất niệm thì chắc chắn được vãng sanh. Hai là tin tha lực. Tha lực là tin chắc chắn rằng Đức Phật A-di-đà sẽ tiếp dẫn những chúng sanh nào niệm Phật được nhất niệm và có phát nguyện về thế giới cực lạc của Ngài. Ba là tin nhân và bốn là tin quả. Hiện nay, ta đã gieo nhân niệm Phật đạt nhất niệm thì sẽ được hưởng cái quả vãng sanh. Năm là tin sự. Sự là tin có thế giới cực lạc thật sự ở phương Tây, cách đây 10 muôn ức cõi, có Đức Phật A-di-đà và chư thánh chúng. Đức Phật A-di-đà và chư thánh chúng là chánh báo, còn thế giới cực lạc là y báo. 6 là tin lý. Lý tức là chánh báo và y báo, cũng phát xuất từ chân tâm Phật tánh mà ra. Hạnh là hành chuyên. Hành có 4 điều kiện: rành rõ, tương ưng, trí thành, nhiếp tâm. 1. Rành rõ. Rành là từng chữ, từng câu rành rẽ không lộn lạo. Rõ là mình tự nhận lấy tiếng niệm Phật rõ ràng không chạy, không mờ. 2. Tương ưng là tiếng hiệp với tâm, tâm duyên theo tiếng, tâm và tiếng hiệp khắn khít nhau. 3. Trí thành, một lòng tha thiết luôn tưởng nhớ đến Phật, như con thơ mắc nạn mà kêu cầu từ mẫu cứu vớt. 4. Nhiếp tâm là để tâm vào tiếng niệm Phật, không để tạp niệm xen vào, nếu sao lãng thời liền thâu lại, chăm chú, nhận rõ tiếng niệm Phật của mình. Nguyện là phải mong mỏi về cực lạc, chí thành tha thiết, như viễn khách nhớ cố hương, lúc nào cũng nhớ Phật, tưởng Phật như con thơ nhớ từ mẫu. 5. Hỏi: tín, hạnh, nguyện, cái nào có trước,
cái nào có sau? Trả lời, nói về sự tín, hạnh, nguyện là cái vòng lẩn quẩn, nó cũng giống như cái kiềng ba chân không thể thiếu một, nhưng tùy theo nhân duyên, hoàn cảnh và trình độ của mỗi người đến với pháp môn tịnh độ mà xếp tín trước, hạnh trước hay nguyện trước. Nói về lý thì tín, hạnh, nguyện có cùng một lúc, không thể nói cái có trước, cái có sau, vì trong tín có hạnh và nguyện, trong hạnh có tín và nguyện, trong nguyện có tín và hạnh, tức là ba phương diện của một thực thể. 6. Hỏi, tín, hạnh, nguyện, cái nào quan trọng? Trả lời, nguyện, quyết định cho sự vãng sanh. Tín, nói về phẩm, có 4. 1. Tin sự của người, trời, vãng sanh về cõi phàm thánh đồng cư tịnh độ, thuộc hạ phẩm. 2. Tin lý của 4 bậc thánh, vãng sanh về cõi phương tiện hữu dư tịnh độ, thuộc trung phẩm. 3. Tin sự lý vô ngại pháp giới của chư Bồ Tát, vãng sanh về cõi thật báo trang nghiêm tịnh độ, thuộc thượng phẩm. 4. Tin sự sự vô ngại pháp giới của Như Lai, vãng sanh về cõi thường tịch quang tịnh độ, thuộc thượng phẩm. Hạnh, nói về sanh, có 3, nếu hành được, 8/24 là hạ sanh, 16/24 là trung sanh, 24/24 là thượng phẩm. Người trời, niệm Phật được nhất niệm, 8/24 là hạ phẩm hạ sanh, 16/24 là hạ phẩm trung sanh, 24/24 là hạ phẩm thượng sanh. 4 bậc thánh, vừa niệm Phật vừa nhận lại Phật tánh, vô niệm, 8/24 là trung phẩm hạ sanh, 16/24 là trung phẩm trung sanh, 24/24 là trung phẩm thượng sanh. Bồ Tát, vừa niệm Phật vừa tùy thuận giáo hóa chúng sanh, vô niệm niệm, niệm vô niệm, 8/24 là thượng phẩm hạ sanh, 16/24 là thượng phẩm trung sanh, 24/24 là thượng phẩm thượng sanh. Nguyện, có nguyện thì mới được vãng sanh, và phải nguyện chí thành tha thiết. Tóm lại, tín, hạnh, nguyện, nếu nói về sự thì nguyện quan trọng hơn hết, vì nó quyết định cho sự vãng sanh. Còn nói về lý thì tín, hạnh, nguyện đều quan trọng như nhau. 7. Hỏi, tu tịnh độ có chắc chắn vãng sanh không? Trả lời, đối với những vị tu đắc tứ thiền, tứ không và ba quả thánh đầu thì câu hỏi này là thừa, vì định lực của những vị này rất mạnh, nếu muốn vãng sanh sẽ được vãng sanh. Những vị tu đắc tứ thiền, tứ không, định lực của họ rất mạnh, sau khi chết lập tức sanh về cõi trời ngay. Và trường hợp của những người tạo tội ngũ nghịch, vì quá ác, mất hết cái biết, nên khi chết, bị đọa địa ngục ngay, nên không mang thân chung ấm. Đối với 4 đường ác đạo, cõi người, cõi trời dục giới, thì câu hỏi này không trả lời được, vì hiện tượng giới rất là phức tạp, thuộc về nhân quả ba đời, mà chỉ có Như Lai mới hiểu rõ thôi. Cho nên câu hỏi này phải nên sửa lại là, chúng ta tu tịnh độ có đầy đủ tín, hạnh, nguyện chưa, và nhất là nguyện lực có chí thành, khẩn thiết hay không? Nếu mà chấp nhận câu hỏi này, thì trả lời rằng, chúng ta tu tịnh độ có đầy đủ tín, hạnh, nguyện, và nguyện lực có chí thành tha thiết, thì chắc chắn sẽ được vãng sanh, 100%. Nhưng nếu lỡ, lúc lâm chung, do cận tử nghiệp nào đó, làm trở ngại cho sự vãng sanh, phải đọa vào ác đạo, đó là trường hợp ngoài ý muốn. Và do thường ngày, chúng ta có huân tập sẵn những chủng tử niệm Phật vào trong A Lại Gia thức, thì khi đó chúng ta nhớ lại, liền niệm Phật, với một lòng chí thành tha thiết, nhớ tưởng Phật, nguyện về cực lạc. Do nhờ định lực niệm Phật của mình, cảm ứng với từ lực của Đức Phật A-di-đà, thì lập tức cảnh ác đạo sẽ được chuyển hóa thành cảnh cực lạc, và chúng ta sẽ được vãng sanh.
Vì tất cả cảnh giới đều do tâm tạo, chỉ cần chuyển đổi cái tâm thì cảnh giới sẽ được chuyển đổi. Nam Mô A Di Đà Phật.